trôi dạt về đâu. Tiểu thư, Bình Trung Nôn tới rồi. Thì giết thấy nữ thì cướp đó, chúng ta mau đi trốn đi. Tiểu thư, ta mau trốn đi. Tiểu thư, đi thôi. Tiểu thư, đi thôi. Sai, nhưng mà ta phải thiện đãi người trong nhà này. Tiểu thư, mau đứng dậy. Thái Ung Đại Nhân, trên trời của linh thiêng, hôm nay bị chúng tôi quấy rối, mong ngài tha tội. Giảng bối ngưỡng mộ tài học của tiên sinh đã lâu, chỉ tiếc là không thể thỉnh giáo ngài khi ngài còn sống. Nay Hán Đế quốc trật tự rối loạn, biên giới hai nước chiến tranh liên miên. Giảng bối nguyện dùng sức lực của mình bảo vệ tiểu thư tới Hung Nô lánh nạn chiến tranh. Mai này, khi Trung Nguyên bình định, giảng bối nhất định sẽ đưa tiểu thư trở về quê hương. Mong tiên sinh hiểu được lòng thành, ngưỡng mộ của giảng bối. Sẽ bảo vệ tiểu thư cẩn thận, mong tiểu thư cứ yên tâm. Hạ nhân trong phủ của cô vẫn sẽ tiếp tục đi theo phục tùng cô, nghe sai khiến của cô. Mau dìu tiểu thư lên xe ngựa của bổn vương. Thần binh của bổn vương sẽ hộ tống tiểu thư và hạ nhân của thái phủ. Người nào chậm trễ, bảo đao của bổn vương sẽ giết hết. Dạ. Hưng Bình năm thứ hai, Thái Diễm theo bá tánh Trường An lịnh nạn khắp nơi. Sau khi bị binh lính Hung Nô bắt phải rời xa quê hương, đã bị hiến cho Hung Nô Tả Hiền Dương. Săn tiền dây chặt ấp thành,
làm khó bọn họ nữa. Nếu đổi lại các ngươi rời xa cố hương thì sẽ thế nào? Dạ, thả bọn họ ra, đừng làm khó bọn họ nữa. Đừng làm khó họ nữa. Dạ. Trước ngươi khuyên ta không nên đi, bây giờ thì tốt rồi, Tào Tháo đã có thiên tử trong tay rồi. Nghe nói thánh thượng đã đồng ý với hắn chọn ngày dời đô Hứa Xương, còn nghe theo kế của Tào Tháo, mượn tay Tào Tháo để diệt trừ chư hầu. Vậy nếu tới lúc đó Tào Tháo ra tay với ta, chẳng phải phụng chỉ hành sự sao hả? Chúa công, ngài yên tâm, chúng ta Hạ Bắc Tứ Châu hiện giờ đã có 40-50 vạn binh mã, mãnh tướng vô số, Tào Tháo sao dám ra tay với ngài được chứ? Có đúng không chúa công? Huống hồ quan hệ của hai người trước giờ luôn tốt, còn xưng huynh gọi đệ mà. Cái gì mà huynh đệ chứ? Vậy Viên Thuật còn là huynh đệ ruột của ta nữa là. Ê, lợi ích trước mắt, dù là thân Dương lão tử cũng sẽ giết rồi nấu ăn thịt. Huống chi Tào Tung tại sao lại bị Trương Khải giết chết, chúng ta đều biết. Tào Tháo cũng biết thôi. Hắn biết rồi sao? Đừng thấy trong quá khứ ta với Tào Tháo là hảo bằng hữu, bây giờ mỗi người một thế lực, để muốn xưng bá thiên hạ. Mai này giữa hai ta ắt có chiến tranh. Chuyện này hắn đã hiểu rõ, ta cũng hiểu rõ. Hắn đã cử bao nhiêu tai mắt ở đây thì ta cũng cử bấy nhiêu tai mắt ở chỗ hắn thôi. Không có gì có thể giấu giếm được cả. Ê, nhưng mà dạo trước, trước khi hắn vào Lạc Dương, còn phải người tới tặng quà để mừng sinh thần của thiếu chúa công Viên Thượng mà. Ta hỏi ngươi từ lúc nào mà trở nên ngu ngốc như vậy chứ hả? Đó là vì hắn muốn phái người tới chỗ ta để thám thính tình hình. Hắn thấy ta không đi nghênh giá, chẳng phải đã tự chạy một mình tới thành Lạc Dương rồi hay sao? Hey, chúa công, hay là chúng ta nhân lúc đại quân của hắn còn ở Lạc Dương, chúng ta nhận binh tới đột kích Hứa Xương đi. Nè, thánh thượng đã đồng ý Tào Tháo phải dời đô Hứa Xương, bây giờ mà chúng ta công đánh Hứa Xương, vậy chẳng phải nói cho cả thiên hạ là chúng ta phản lại hán thất sao? Tôi có đi tới Trường An một lần, gặp qua thánh thượng. Ngài không phải người dễ bị người khác đặt trên lòng bàn tay đùa giỡn. Chúa công, ngài yên tâm, bây giờ Tào Tháo là muốn mượn tay của thánh thượng để hiệu lệnh thiên hạ, còn thánh thượng cũng chỉ muốn dùng Tào Tháo để thoát khỏi sự khống chế của tướng sĩ Tây Lương, nên bây giờ bọn họ tâm đầu ý hợp. Nhưng mai này Tào Tháo chắc chắn sẽ được nước làm tới. Hai người họ nhất định sẽ có tranh đấu, tới chừng đó chúng ta mới mượn cơ hội trừ kẻ gian, như thì có thể lật ngược tình thế. Cuối cùng ngươi cũng nói đúng đạo lý một phần. Tạ chúa công. Đúng vậy, hoàng thượng đang trưởng thành từng ngày, tất nhiên sẽ lấy lại quyền lực về trong tay hết. Tới lúc đó Tào Tháo giao quyền cũng phải chết mà thôi, không giao quyền thì là đại nghịch bất đạo. Có hoàng đế
trong tay cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì đâu. Phải đó chúa công, cho nên lúc trước tử thụ nói nghịch giả, tôi cực lực phản đối, chính là suy nghĩ giúp ngài điểm này đó. Đây cũng là do ta ép ngươi quá nên ngươi mới nghĩ ra thôi. Chúa công, vậy bây giờ ngài phải lấy tỉnh khắc động, thắt chặt mối quan hệ với Tào Tháo, toàn lực tiêu diệt Công Tôn Toản, sau này thu phục toàn bộ Hà Bắc, bành trướng thế lực. Lúc đó chúa công thế lực cương thịnh, lấy đá chổi trứng, thì lo gì Tào Tháo không quỳ gối dưới trướng chúa công chứ. Được rồi, ta viết mấy lá thư, người phái người lặng lẽ đưa tới thành Lạc Dương, giao cho Thái Quý Dương Bưu, Thượng Thư Lệnh Phùng Thạc, Thị Trung Triệu Ngạn, để bọn họ lặng lẽ kiềm chế Tào Tháo. Để hắn sống quá dễ dàng thoải mái như vậy được. Dạ chúa công.